Rồi, ok, chào anh em. Thì hôm nay là chào mừng anh em đã quay lại với channel của Gia Vít Tăng. Thì hôm nay là mình sẽ giới thiệu cho anh em hai hồ, hai phong cách chơi. Ở dưới nhà khách thì cái hồ này là mình sẽ đã vô cảnh và chạy nước rất là ổn rồi. Thì bây giờ mình sẽ giới thiệu cho anh em coi là phong cách chơi của hai hồ này nó như thế nào. Bây giờ mình sẽ mời anh em vào đi vào với mình vào để xem hai cái hồ đó nha. Đây, nói chung là đây là hai hồ, hai phong cách chơi khác nhau. Hồ ở ngoài này là phong cách chơi biotop và hồ ở trong này là chơi thủy sinh. Đó, thì mình sẽ bây giờ mình sẽ tiến hành là gọi là view cận cảnh hai hồ. Chơi phong cách chơi biotop nó sẽ là gồm hút thổ nó sẽ như thế nào, rồi vật liệu lọc nó sẽ là xàm là gồm những cái gì. Đó, rồi đến hồ thủy sinh là hút thổ như thế nào, xong rồi cộng thêm là chiêu lơ, rồi cộng thêm là vật liệu lọc và hệ thống lọc nó sẽ là như thế nào. Rồi ok, bây giờ mình sẽ mời Caramel lại gần cận cảnh để mình sẽ giới thiệu cho anh em coi trước cái hồ biotop ở ngoài. Đó, thì tất cả hai hồ này là do bên Gia Vít Tăng mình thi công và lắp đặt, nói chung là từ hệ thống lọc rồi này nọ, mà những cái phần layout này là phần layout của anh khách kêu một loại khác để làm. Ok, bây giờ mình xin phép là mình sẽ giới thiệu cho anh em biết trước về cái hồ biotop nha. Thì bài hồ biotop này thì mình sẽ rải các nền cũng giống như kiểu chơi thủy sinh vậy đó, mà nhưng vấn đề là mình sẽ làm đường hút thổi cho nó cao lên. Nghĩa là mình ở bên mình thiết kế một cái đường thổi nó thổi xéo vậy nè, thổi xéo lên dày xong bắt đầu nó cuốn xuống và qua đây là đường hút. Mà đường hút thì mình cũng làm nâng cao lên để cho nó đừng có hút cát. Đó, rồi xong rồi về bên kia. Đó, thì đây là rền nền. Thì trên đây á, trên góc trên kia là mút hút mặt. Đó, mấy cái lỗ răng cưa nước đang chảy vô là cái đó là hút mặt. Thì bằng nền đó mấy bạn thấy nó không có thổi đúng không? Nước nó thổi lên nó đâu bị cuốn nền đâu. Còn cái góc ở trong kia là bị chuột á. Mấy con chuột nó bươi quá rồi nó trộn phân nền lẫn phân nền với lại cát á. Thì ở trong này thì mình cứ set cảnh rồi mình set cây lũa đá gì tùy theo ý của mình. Xong rồi phần nền thì mình cứ chạy rải các nền. Rồi các nói chung là các nắng vàng hay là cái gì đó thì anh em thích cái gì thì anh em cứ rải, mà đặc biệt là nó sẽ không thổi được cái cát và nó không hút cái cát được. Đó, thì để anh em chơi biotop thì biotop này thì mình có nhiều cách chơi, chơi cá, có nghĩa là chơi cá bầy hoặc là chơi đĩa hoặc là ô tôm gì đó cũng được. Nói chung là tùy theo cái cách thích của mà sở thích của anh em. Nhưng mà mình thiết kế như vậy thì mình chơi nó khá là ổn, thì anh em nhìn nước nó khá là trong, nói chung là rất là ok. Đó, ở trong đó là cá đĩa, mà điều cá này nó mới về hồ nó hơi nhát nên nó núp ở trong đó. Rồi còn đây là cá nhỏ này, nhỏ như là mấy con cá bầy rồi nhỏ 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 đây. Đó, thì phong cách chơi thì nói chung là nước cái hồ này mình xét bữa nay nữa được tầm có 5 ngày. Rồi xong rồi mình sẽ giới thiệu với anh em là hệ thống lọc ở dưới này. Hệ giống tập thống lọc ở dưới này là đang là một hệ thống lọc mới nhất của bên Gia Vít Tăng mình làm. Đây là cái lọc của mình, nó đặc biệt một điều là nó có một cái cạnh vác này. Thì cái cạnh vác này là mình mài bằng tay nha. Nghĩa là từ khúc này đi xuống là mình phải cắt xong rồi mình mài bằng tay hết. Thì anh em ôm thợ là ôm mài bằng tay. Thì những cái hồ 1m55 đổ lại á thì mình sẽ làm được liền khối như vậy. Còn mà hồ lớn thì mình ở đây là mình sẽ chắn chồng cái miếng này lên chứ mình không làm được, tại vì nó dài quá không có mài được. Đó, thì anh em muốn thông cảm cái điều đó. Nên đây nè, thì cái góc vét này mục đích là để làm nó cách được cái khay này ra khỏi mặt nước này. Đó, mấy bạn thấy cái khay này nó không tiếp nước không, với lại cái miếng bông này nó cũng không nằm ở trong nước, nó cũng nằm khô ở trên. Thì để nó là hiệu quả khi mà tách cặn thô và những cái cặn tinh cho mình để cái chất lượng nước của mình sẽ tốt hơn. Tại vì khi cái phân cá mà nó ngâm ở trong nước á là nó rất là hại cho nước, rất là hại cho nguồn nước của mình. Đó, thì đây, thì ở dưới cái lớp bông này là di mắc matala. Thì cái di mắc matala này là cái ngăn lắng tiếp theo, ngăn lắng cặn tiếp theo, để rồi xong rồi nó mới trào qua nước, nó trào qua ngăn bio chip này. Đó, thì đây là bio chip. Rồi qua tiếp theo tới ngăn bio chip thì tới ngăn sứ này là mao thần chi rốt 2. Là mao thần chi rốt 2. Thì sau mao thần chi rốt 2 thì nó tràn qua một cái ngăn là ngăn ma chích. Thì cái này là ma chích, còn mấy cái này là cái gì bujigen, bây giờ là bujigen của Đài Loan nha. Đó, thì anh bỏ vô là xong, tiếp theo là tới ngăn UV. Ngăn UV đây. Đó, đèn UV vẫn sáng mà nhưng khi mình đậy lại anh em không thấy đúng không? Đó, thì để tránh cái tình trạng tia UV nó vào mắt mình. Đây là mình mở lên có tia UV này, mình đậy lại là không thấy nè. Đó là xong cái ngăn tia UV nó chào qua ngăn máy bơm. Thì cái coi cái hồ này là mình đang xài cái con máy bơm là SKSG 12.000 lít một giờ. Đó, thì máy bơm nó rất là nhỏ gọn mà nhưng nó chạy công suất rất là ok, rất là ổn. Đó, thì cái đây là cái boss điều khiển của SKSG. Đây, SKSG. Thì cái bơm này là được bảo hành 2 năm rưỡi theo nhà sản xuất. Đó, thì đây nó có tốc độ chỉnh đồ này nọ. Nó chỉnh giảm nè, anh em để mình dính giảm cho anh em coi. Đó, nó giảm từng nấc, giảm từng con số dưới đây xong nó giảm từng nấc và tăng lên. Nó sẽ tăng từng số và nó lên hiển thị ở trên. Và cái này nó có 3 chế độ thổi nha. Chế độ thứ nhất là chế độ 1 này, chế độ 2 này là chế độ tạo sóng này. Tạo sóng nhanh, và chế độ 3 là chế độ tạo sóng từ từ, và mình sẽ trả nó về chế độ 1 để mình chạy thôi. Đó là mình sẽ tăng nó lên tầm 20, là max công suất của cái này là 12.000 lít một giờ.
đó là cái này là SKC. Thì cái mẫu này, mẫu bơm này cũng mới thôi, mà nói chung là mình muốn vận dụng nó vào trong cái hồ này chạy rất là ổn. Nó nhỏ gọn và nó hiệu quả. Mà cái bơm này là 24V nha, nguồn 24V thôi chứ không phải là 220 trực tiếp. Thì hồi nãy giờ là mình đã giới thiệu với anh em là đường hút thổi của cái hồ Biotop để rải các nền nó như thế nào, và cái hệ thống lọc, và cộng thêm là cái kiến quát của cái lọc của mình để là nó có công năng gì. Thì bây giờ mình sẽ cắt cái khúc đó, và bây giờ mình sẽ cần giới thiệu cho anh em biết là hồ này đang xài những thiết bị gì. Dùng là máy oxy, rồi máy bơm, rồi đèn UV, rồi ổ điện, quản lý ổ điện, quản lý thiết ổ điện, quản lý thiết bị, nó là gồm những gì những gì. Thì đó, thì giờ mình sẽ xin giới thiệu cận cảnh cho anh em biết về những cái thiết bị mình đang xài trong cái hồ này. Rồi mời cameraman đây gần đây thì mình sẽ cho anh em biết cận cảnh. Ok, thì mình sẽ giới thiệu với anh em, đây là cái màn hình quản lý cái ổ điện của mình hay xài, bên Jovis mình hay xài. Thì đây là cái màn hình quản lý ổ điện. Thì những cái này là nó có thể là light đèn số 1, light đèn số 2, đèn UV này. Cái máy quay này là cái máy bơm, rồi đèn chiếu sáng cho hồ, rồi mấy cái này là máy tạo sóng nè, rồi CO2 đồ này nọ. Thì mình sẽ có thể quản lý thiết bị ở trên đây, và ngày tháng, giờ và nhiệt độ, và cộng thêm là hẹn giờ được. Thì có nghĩa là một cái biểu tượng này mình sẽ hẹn được 3 nước giờ, nghĩa là 3 cung giờ tắt mở trong tất cả cái này. Thì cái dây này nó có một cái dây dẫn, thì cái dây dẫn này á là nó sẽ đi vào cái ổ điện này. Đó, đây là cái ổ điện. Đó, trong ổ điện này thì nó có những cái ký hiệu giống như ở trên cái màn hình đó. Đó, và nó có một đặc biệt là nó có cái cầu chì ở đây. Thì cái cầu chì này nó hay đi cái điều gì á, là khi mà cái hồ mình bị gặp sự cố á, bắt cả một cái thiết bị nào mà gặp sự cố á, thì cái cầu chì nó sẽ đứt. Và khi cầu chì này đứt thì tất cả ổ điện mình nó ốp hết luôn. Nó sẽ không ảnh hưởng tới điện của nhà mình, hoặc là chập hay là cháy nổ gì đó. Thì cái ổ điện này mình vẫn chuộng là chuộng cái cầu chì này. Còn những ổ điện sau này thì mình không thấy có cái cầu chì đó, và mình vẫn chuộng cái thằng này. Thứ nhất là thằng này nó dễ xài và dễ chỉnh, có nghĩa là nó chỉnh bằng cơ thôi, nó không có gì khó khăn đó. Đó, đây là cái dây báo nhiệt độ cho trong cái đồng hồ của ổ điện này. Thì nó cũng giống như mấy cái dây dò của mấy cái chiêu lơ vậy á, thì mình cứ thả vào nước thôi và nó sẽ báo cho mình, báo nhiệt độ ở trong hồ cho mình về trên cái màn hình đó. Đây là tiếp theo là tới cái máy oxy. Thì cái hồ này thì nó có cái máy oxy tích điện của Helay. Thì con này là CBA120. Thì con này là tích điện nè. Thì con này tầm tích điện tầm được cỡ 48 tiếng khi mà cúp điện á. Thì công suất của nó chạy cũng khá là ổn á. Con này xài cũng rất là ok nè, của hiệu Helay nè. Nên anh em, nó có dòng 60 nữa, mà dòng 120 dòng 60. Thì anh em là muốn công suất lớn này nè. Đây nè, khi nó có một cái pin để sạc để dự trữ, khi mà không có cúp điện nó vẫn chạy được á. Đó. Còn mặt trước của nó thì nút điều chỉnh thôi. Đó. Mình sẽ làm một miếng kiến để gác nó lên. Rồi xong. Cái hồ này á là mình sẽ xài hệ thống ống của Sunkin. Thì tất cả là đồ chính hãng của Sunkin, thì cái này là phi 40 nha. Thì nói chung là cái này là mẫu trước á, mẫu sau này thì mình sẽ làm phi 32 thôi, nó nhỏ hơn. Và vì bạn, các bạn biết lý do sao không? Từ vì phi 40 á mình xài không có max công suất được, mà chi phí ống của mình nó lên hơi cao. Thì nên sau này mình giảm về phi 42 để cho nó nhìn nó nhẹ nhàng hơn một chút. Nói chung là phi 40 cũng vẫn đẹp, mà cái này là mình xài chi phi 40 màu trắng đỏ này. Rồi cái màn lọc của mình nó có đặc điểm, một điều đặc biệt, một điều tiếp theo nữa là cái hệ thống lọc này bây giờ được van xả bằng ống đỏ. Và thứ nhất, thứ hai là cái phần này nè. Hồi xưa anh em làm cái này, anh em xài cái lọc của mình, anh em thấy bị đóng cặn canxi rất là nhiều mà vệ sinh không có được. Thì còn bây giờ mình sẽ bả keo đen luôn, thì anh em sẽ không bị đóng cặn canxi ở đây nữa. Mà cái này là lớp keo đen bả ở đây thì nó sẽ không bị đóng cặn nữa, nó rất là sạch. Lúc nào anh em cứ lau cái phần ở ngoài này thôi là lúc nào có lọc mình nó cũng mới đó. Và đặc biệt một điều dưới đây là cái dàn van xả của mình là dàn van xả ống đỏ. Thì mình vẫn cách cái phần kiến lên nè, cách lên khoảng tầm 6 phân để cho mình nhìn xuống dưới mình thấy được cái dàn van xả ống đỏ. Đó. Nó là như vậy, mình sẽ không bị đóng cặn canxi ở cái phần lọc nữa đâu. Nó rất là sạch sẽ và gọn gàng. Rồi ok, giờ thì mình sẽ xin giới thiệu cho anh em biết một mẫu hồ mới ở bên Jovis Tăng mình làm. Thì mẫu hồ là lọc tràn dưới chơi thủy sinh. Đó, thì cái này cũng là một mẫu lọc, một mẫu hồ khá là mới trong giới thủy sinh của anh em mình. Thì đây là cái thước hồ này là 1m33 nhân 60 50, 1m33 60 50. Cái phần hồ ở trên này là full kiến 15 ly siêu trong. Đây thì full kiến 15 ly siêu trong. Còn ở dưới này là dàn cửa lưới, dàn chân tủ cửa lưới và lọc tràn dưới. Lọc tràn dưới để chơi thủy sinh. Này thì có chiêu lơ luôn nha, có chiêu lơ CO2 đầy đủ. Đó, thì bây giờ mình sẽ đi cận cảnh cho anh em coi là cái lọc của này nó sẽ là như thế nào, và chiêu lơ đấu như thế nào, và cộng thêm là phần hồ trên đường hút thổi trên như thế nào. Thì bây giờ mình sẽ mời Caramel lại gần đây một xíu, thì mình sẽ cho anh em coi cái cận cảnh nó sẽ là như, nó là tất cả mọi thứ nó đều như là thế nào. Ok, bây giờ mình lại gần đây đi. Thì bây giờ mình sẽ giới thiệu cho anh em biết đường hút thổi trước nha.
Thì cái hai cái hút thổi này á, là hai mặt lọc kỹ thuật của mình. Mình sẽ làm ở bên hông này, bên hông của cái hồ á. Thì nó với cái tầm này nó tầm cỡ 12 phân đến 15 phân. Thì ở bên đây á, bên đây là đường hút nè. Cái đường bên đây là đường hút. Đường này là đường hút đáy. Và đường bên đây là đường thổi đáy. Đó, sẽ ngược lại. Thì bên đây là thổi mặt, thì bên đây sẽ là hút mặt. Đó, hai đường nó sẽ đi xuống như này. Thì có nghĩa là cái hồ này mình có thể chơi được. Có nghĩa là mình có thể chơi được view hai mặt dài. Hai mặt dài luôn, nghĩa là hai mặt kiến dài này nè. Nếu lần sau mình không dán chanh, mình để một cái góc thì mình sẽ chơi được view hai mặt dài này. Nó rất là tiện. Đó, và đường hút thổi thì nó cũng giống như là, có nghĩa là làm sao mà nó để đừng hút nền và đừng thổi nền. Đó, nó là như vậy. Và nó có hút mặt và thổi mặt nha. Có nghĩa là đặc biệt cái hồ này nó sẽ có hai luồng thổi. Luồng thổi là luồng thổi trên. Thì cũng giống như anh nào hồi xưa anh em mình chơi đó, là anh em mình thổi ở trên. Thì đây nó cũng có được luồng thổi trên và nó có được luồng thổi ở tầng giữa. Đó, và nó hút được đáy và hút được mặt. Đó, thì xong rồi đó nó sẽ về cái tràn ở dưới này. Và cái lọc tràn ở dưới này thì sẽ lọc tràn dưới này xử lý. Và xong nó sẽ có chiêu lơ. Thì bây giờ mình sẽ tới cận cảnh, mình sẽ giới thiệu cho anh em biết là lọc tràn nó sẽ hoạt động như thế nào và chiêu lơ, mình đấu chiêu lơ như thế nào nha. Thì cái phần này á, là hệ thống lọc cũng giống như tất cả những hệ thống lọc hồi xưa giờ mình làm. Là cái hệ thống lọc mới thì đây là một cái phần thu nước nè. Thì xong qua đây là ngăn lắng. Thì ở trên mình lắng cận thô và cận bệnh, rồi xuống đây là cái ngăn này, ngăn di mắc Matala để lắng thêm một lần nữa. Thì tiếp theo đó là nó qua đây là qua một ngăn vật liệu lọc thôi. Ở ngoài là mình xài sứ Matachi Rod 3. Còn phần ở trong kia là mình xài máy chích. Đó, thì một cái ngăn này đó mình đã bỏ được 15 cây sứ Rod 3 nè. 15 cây Matachi Rod 3. Đây là 15 cây. Ở trong này là 40 lít máy chích nữa. Thì tổng cộng là cái hồ này là nói chung mấy bạn thấy còn một khúc rất là cao. Mình có thể bỏ thêm máy chích nữa vào vẫn được. Thì khi một cái hệ lọc tràn như vậy á, nó cái khối lượng vật liệu lọc nó rất là nhiều, nên là chất lượng nước nó rất là tốt. Đó, nên anh em cứ nói chung là cái này là một cái mẫu mới. Bây giờ hồi nào xưa giờ anh em chơi thủy sinh, anh em chơi lọc thùng mà chưa có chơi lọc tràn, thì cái đây là cũng là một cái trải nghiệm mới. Đó, thì đây là hệ thống lọc. Đó, thì qua bên đây là nước nó trào qua ngăn máy bơm. Thì cái máy bơm ở đây mình cũng xài con SKSG. Con SKSG này là 16.000 lít một giờ. Thì mấy bạn thấy cái dây này không? Đây nè, cái dây này là cốc sủi CO2 nè. Thì khi mấy bạn sủi CO2 thì mấy bạn cứ xả vào thì cái máy bơm hút nó sẽ bơm lên trên hồ. Đó, có cái cốc sủi đó. Đó là CO2 để sủi vào đó. Thì khi nào mấy bạn sủi thì nó sẽ sủi, nó hút lên trên đó, nó bơm lên trên hồ. Đó, và tiếp theo qua đây là chiêu lơ. Thì đây là con chiêu lơ. Thì con chiêu lơ này là mình xài con bao du. Đây, con bao du đây. Bao du là LS 20. Con này là con 20. Đó, chiêu lơ 20. Thì nó sẽ tải đủ cho cái hồ này kéo được xuống 25 độ mấy. Đó, thì đây đang nhiệt độ là 25 độ 2. Và đây là bình CO2 nha. Đây bình CO2. Thì CO2 này mình chia cho hai hồ, mình chia cho hồ lớn bên kia luôn. Đó, và chiêu lơ thì đặc biệt một điều ở đây là mấy anh em nên lưu ý một điều là khi cái chiêu lơ này là mình sẽ đấu một cái đường riêng. Có nghĩa là mình lấy chung cái bơm tổng luôn, mà nhưng mình sẽ lấy một cái đường riêng ra, mình chia một cái van, mình cho qua chiêu lơ, xong rồi mình xả nước ngược về nè. Đó, mấy anh em cho nước chảy tầm có như vậy thôi thì nó mới lạnh được, chứ mấy anh em mà đấu trực tiếp vô chiêu lơ, vô máy bơm mà bơm thẳng lên trên hồ luôn là không được nha. Đó, lưu ý cái điều này giùm mình cái. Đó, đây này mình có một cái van riêng để tiết nước cho nó. Nước mạnh yếu là do mình chỉnh, mà nói chung không cần phải mạnh quá, vừa đủ rồi thì chiêu lơ nó mới làm lạnh được. Và khi nó làm lạnh xong nó xả thẳng vô ngăn máy bơm luôn. Đó, đây là ngăn máy bơm, xả thẳng vô thì ngăn máy bơm nó bơm thẳng lên trên hồ. Đó, là như vậy thôi. Thì hệ thống ống ở đây thì nó rất là đơn giản. Đó, hệ thống ống nó đơn giản hơn cái hệ thống hồ bên kia của mình, hồ công nghệ kia của mình. Nó chỉ có hai ống thôi. Đó, hai ống thôi. Nó đơn giản hơn. Đó, hai ống, cái này là đường bơm nè, một đường bơm thổi lên thổi đáy và đi về bên kia là thổi mặt. Thì ở đây đặc biệt ở đây mình sẽ có thiết kế một cái van. Thì cái van này mục đích là để chỉnh cái đường hút mặt mạnh hay yếu á. Mấy anh em muốn mạnh mặt thì mấy anh em xả ra, và yếu mặt thì mấy anh em xả mở ra, khóa lại. Yếu thì khóa lại, còn muốn mạnh là mở ra, thì để cho nó được cái đường luồn đáy và đường mặt mình có thể chỉnh được ở trong cái van này. Đó, thì còn cái van ở trong này là van đường hút mặt thôi. Rồi, đơn cái hồ này thì nói chung là mọi chi tiết nó chỉ đơn giản như vậy. Và nó cũng nói chung là cái hồ này là đến ngày hôm nay là được khoảng chừng tầm có 6 ngày. Setup được 6 ngày thì hệ nước khá là trong á. Thì cái này cũng là một trải nghiệm mới của anh em. Thì mong anh em coi và tham khảo. Thì có anh em là muốn chơi trải nghiệm thì cứ nói mình. Rồi, cái phần đằng trước này là cửa lưới nè. Thì cửa lưới này, cái này á, là mình chỉ cho anh em làm luôn nha. Cái phần này là cái phần V25 sắt kẽm, V25 kẽm. Đó, xong cái này là lưới mắc cáo nè. Mà đặc biệt khi mà vô lưới thì mấy anh em ở trong này phải có một cái la nha, một cái khung la để căng cái lưới này ra, xong mới bấm vô cánh cửa này. Đó, và cánh cửa này là xài bắn lề cối, chứ mấy anh em đừng có xài bắn lề lá. Xài bắn lề lá là nó xệ liền.
đó là đây là mình xài hít, hít 500 này, mình để vô hít nè, gạch dính đó, mình muốn mở là mình giật ra mình hít vô thôi. Còn anh em là muốn tham khảo cái mẫu này mà làm cho chuẩn thì cứ liên hệ với mình đó. Thì bây giờ mình sẽ mời Caramel sẽ quay một vòng cái hồ chỉnh chu hết để cho anh em coi hoàn thiện. Giờ là cảm ơn anh em đã dành thời gian tham quan hai cái hồ và hai phong cách chơi khác nhau của mình. Thì đây là hồ chơi Biotop và đây là hồ phong cách chơi hồ thí sinh.
thì thí sinh này là chơi lọc chàng dưới. Thì đó, nói chung là mình cảm ơn tất cả các bạn đã dành thời gian theo dõi. Và bây giờ thì mình xin chào và tạm biệt các bạn. Thì nói chung là trên màn hình thì mình cũng có để đường link và số điện thoại, và cộng thêm là trang website của mình. Thì anh em nào cần hay là bất cứ một cái gì đó thì cứ liên hệ thẳng với mình, thì mình sẽ sẵn sàng tư vấn, và có nghĩa là cho chỉ cách cho anh em hoàn thiện một cái hồ hoặc là một cái chân gì đó để cho nó ok. Nói chung là luôn luôn sẵn sàng để gọi là trau dồi kinh nghiệm để cho anh em để có thể có một cái chân hồ hoặc là một cái hồ để hoàn thiện một cái lọc tràng dưới để mình chơi thủy sinh. Nói chung là một phong cách mới lạ, và cộng thêm một cái là một trải nghiệm mới trong giới thủy sinh. Thì hy vọng đây là một cái kết quả, sau này nó cho ra một kết quả tốt và một cái gọi là một cái thành phẩm gọi là ok, để cho anh em có một cái phong trào mới để mình chơi. Rồi, cảm ơn anh em, chào tạm biệt.